được một câu hỏi trong quá trình tư vấn, đó là bạn nói là bạn học điện điện tử là bạn sẽ được học về mạch điện, thì điều đó có khác gì so với việc học nghề điện hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi. Đây là câu hỏi rất quan trọng, tại vì nhiều em học sinh phổ thông có thể là chưa hiểu rõ cái sự khác nhau. Ở đây các em học ngành điện tử tại đại học, ví dụ như chương trình tiên tiến tại Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, là các em học để trở thành kỹ sư và để hành nghề kỹ sư tại những công ty sau khi ra trường. Cái việc này hoàn toàn khác với học nghề. Thứ nhất là vì là em là kỹ sư cho nên em phải được học những vấn đề mà phải giải quyết được những vấn đề đã xảy ra và những sẽ xảy ra, khác với hẳn với người công nhân kỹ thuật thì họ chỉ có thể là giải quyết những vấn đề đã xảy ra và theo sự chỉ dẫn kỹ sư. Thứ hai quan trọng hơn là người kỹ sư phải biết thiết kế, phải biết chế tạo ra thiết bị, cũng là những mạch điện, nhưng những mạch điện đó là người kỹ sư phải suy nghĩ ra, phải thiết kế ra, phải tính toán được, và sau đó thì người kỹ sư sẽ có thể là anh ta trực tiếp thực thi cái mạch đó và đo thử, kiểm tra thử, cũng có thể anh ta sẽ giao cho một số các bạn kỹ thuật viên để hỗ trợ cho người kỹ sư ráp mạch chẳng hạn. Cho nên cùng là một mạch điện, nhưng mà cái khác nhau cơ bản là người kỹ sư sẽ thiết kế ra nó, tạo ra nó theo đúng mục đích, theo đúng yêu cầu của khách hàng, trong khi cái người tạm gọi là người công nhân kỹ thuật đó hoặc kỹ thuật viên đó thì sẽ theo chỉ dẫn của người kỹ sư và lắp ráp có tính chất là tay chân nhiều hơn.